Nó thu xếp hỏi chưa? Hình như tụi nó nhiều chuyện thôi chị. Bắn đi, bắn đi, bắn đi. Bắn luôn, bắn cho tụi bắn nó đi luôn. Tụi nó nằm, bắn đi. Tụi nó nằm bắn. Không, chị thấy tụi nó đang ngồi á. Dạ, chị bắn vậy. Bắn đi, bắn đi, tụi nó đi. Đi nóc bên kia có người về mấy friend ơi. Đâu? Mắt nghe vậy ta. Như là bắn rụng hết rồi. Tôi chỉ nghe là nóc full shot, nóc full shot, nóc full shot không. Gì vậy? Một xe hồng đang ở gần chỗ nhà cạnh này. Nhà cạnh đầu. Được rồi, đừng có nổ súng nữa, bình tĩnh đi. Ngoài tay trong còn thiếu lắm đấy vậy. Bắn bắn rồi. Ủa cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ủa cái đi. Một thằng vòng qua khu bên trái bị bắn này. Không phải bắn quá trời vậy. Không nha, ai bắn thì cứ để người ta bắn, mình cứ giữ nguyên vị trí nha. Khi nào có một khẩu thì đóng. Vagot, Vagot bắn một thằng bên 420 rồi. Rồi, như em gọi anh đang em nói rồi đó. Đây chứ đừng đi ngoài. Là bây giờ cho em hỏi, bây giờ mọi người ở dưới sao sai làm việc ở cái khu Taco là mọi người làm như thế nào, có thể cho em biết được hay không? Có phải là tao đã từng nói là tao thu một quá. Nhóm à. Một hộp một ngày đúng không? Ừ. Rồi đó là đại lô ở tại Taco đúng không? Tao đang kê hai cái đầu thằng thì tao có làm đúng như vậy không? Đúng đúng không? Hai xe đạp tương số rồi ready for. Rồi còn cái việc mà tụi bay đi giao hàng ở đâu, tụi bay đi qua hút của tụi family luôn, tụi bay giao đúng không? 420 qua nói chuyện chứ không phải của tao. Thì đó tụi bay giúp có giúp mặt nể mũi tụi nó thì tụi bay có gửi cho nó tiền đúng không? Rồi anh cho nó đi. Thì tụi bay đi qua khu của tụi nó, tụi bay vô nhà của tụi nó, tụi bay đưa hàng, đưa cái chất, những cái thứ đó vô trong nhà khu của tụi nó thì đương nhiên nhà của tụi nó mà tự nhiên tụi bay hân hoan nghiêng ngang tụi bay đi vô, tụi bay có thấy nó hơi kỳ quá không? Blast nó có chân, có chân tím gì vậy bay? Vậy thì anh thu một cái thì khoảng gần trên một chục chiếc xe đỏ đang ở tụt xốp nha. Ý là đúng vậy. Nó thu để làm gì? Thì đồng mọi giờ trong mạng, trong xe không. Tụi bay bước xuống sau xa đi, của tụi ta, tụi bay làm ăn đúng không? Đi quay phim hả? Tụi bay hả, chạy tụi bay đi. Chạy vòng ở đây. Xin lỗi anh em ơi. Rồi hả, công an nó để ý khu này thì đương nhiên, tao đã nói rồi. Ví dụ mà công an có chí tụi bay, ok, tụi tao sẽ ra, tụi tao cản thiệu đi hay gì đó. Để cho tụi bay có đường tụi bay thoát thân, tụi bay chạy, đúng chưa? Ừ. Rồi. Khu đằng sau với lại rồi, rõ ràng nói khu sao sai. Hôm bữa em cũng hỏi rõ với anh luôn, đúng không anh? Em nói rất đúng. Rõ ràng với anh luôn là khu sao sai. Thì là mọi người giải quyết nguyên một cái khu sao sai. Vậy bây giờ vậy ý là anh đang nói với em là bây giờ phải vô khu nào của người nào đó. Thí dụ em bữa mà em không vô khu bên family đi, mà em vô khu của anh đi, là anh cũng sẽ giúp mặt nẻ mũi giống vậy. Vậy thì nó đâu có hợp lý. Bây giờ anh thí dụ nha, em nói thẳng luôn, anh lấy thẳng một lần luôn, anh lấy 3 hộp cũng được. Rồi anh nói đó, anh lo hết nguyên khu sao sai. Chứ còn bây giờ anh nói anh lấy một cái hộp đó, xong anh lo cái Taco. Rồi khi mà tụi em đi tới giao hàng, tụi em đi vô cái khu nào đó nữa. Giống như hôm bữa em đi vô của tụi family đi. Đi vô đó nó thu là tụi em phải đưa nữa. Là thứ nhất. Thứ hai, ngày hôm bữa tụi em bi mà bị cái lần đầu tiên em nó gọi em bên nói với anh rồi. Rồi tụi nó nói cái là màu đen là của chị nghe. Em gọi em bữa đó em có nói với anh rồi. Thì anh cũng nói là sao tụi này làm vậy kỳ vậy. Mà bây giờ anh lại nói với em là vô giúp mặt cái nệm. Vậy thì mọi người đâu có phải khu nguyên khu sao sai này, mọi người chỉ thu mỗi cái Taco thôi chứ. Mọi người chỉ làm việc và bảo vệ mỗi cái khu Taco thôi chứ đâu phải là nguyên cái sao sai. Một xe đỏ vòng ra 6 phút nè. Cái sao sai chứ mà là vấn cái đề khu rồi. Vấn đề là anh ấy. Em hỏi thiệt bản thân anh thôi, em hỏi bản thân anh luôn. Mà anh có thấy nó kỳ không? Khoan bây giờ cái bản cái lên được cái nóc lại vậy ta. Có nhưng mà tụi nó bắn không tới đâu. Đó, bây giờ em hỏi anh nè, em cũng nói chuyện hai xe nha. Hai xe đó. Bây giờ em hỏi anh, bây giờ thí dụ mà em đưa đồ vô khu của hai anh là em phải tiếp tục vô đó xong em lại đóng tiền cho hai anh nữa. Không. Rồi vậy là cái này để anh nói, cái này để anh nói Tâm. Ok. Cái việc mà muốn thu thêm cái phí đi giao hàng á, nó còn tùy từng bên đó Tâm. Như bên anh này là có hai con nghiện ở bên khu bên anh, không bao giờ bọn anh thèm động gì đến cái việc đấy á.
bọn anh chỉ làm ở khu Taco thôi. Và giao hàng thì mọi người thoải mái. Còn cái việc mà bên Family muốn như vậy thì là Family thu thôi. Có một chiếc xe đỏ trên cầu bên kia nha. Bên anh nói thẳng luôn là bên anh vẫn nói đó là chị thu của Taco thôi. Còn mọi người giao hàng ở trong bọn anh là đã bao gồm cái phí thu của Taco rồi. Một chiếc xe đỏ gần tương đương. Nhưng mà ý anh đang nói là mọi người rõ ràng với em. Bây giờ ba người, nói là ba người lãnh đạo khu sao sai, là ba người chủ chốt nhất của ba bên của khu sao sai. Mọi người nói thu có tiền gói hàng đó để bảo vệ khu sao sai. Rồi bây giờ mọi người muốn người ta đi vô trong đó lại tiếp tục phải đưa thêm một lần nữa. Nó quê hết cái khu này vào đấy. Thu luôn một lần. Bây giờ á, $500 đúng không? Mỗi lần trước thì 500 luôn nhá. Thì anh cộng mẹ vô đó cho em luôn đi. Xe đỏ đang đúng thêm 500. Cơ bản là cái này phát sinh từ bên tụi nó. Cái này là cái phí của tụi nó. Tao không có quản lý đúng không? Trời ơi, nhưng mà tao nói, nói Tâm nghe. Trước giờ là ba lát với ba gót không hề thu khi mà giao hàng ở trong đúng, trong địa bàn của đúng. Cái em đang nói đây là cái cách làm của mọi người á. Hai anh là ai lớn đúng chưa? Mà hai anh để thằng này nó đi ra nó thu vậy vậy khác. Mọi người đâu có làm việc theo cái tổ chức đâu vậy? Mọi người làm đến tổ chức sao sai của mọi người chi? Tao sai là miền Nam thôi. Tụi tao đâu có quyền tác động vô cái gan của tụi nó. Nó đâu phải là một tổ chức. Đâu phải là liên minh hay gì đâu mấy em. Nó đâu phải là một liên minh. Vậy mọi người chia ra một cái góc miền Nam của mọi người chia ra chi cho mắc công. Trong khi đó là mỗi người bên gì chia ra chi. Làm việc mỗi người làm việc bên anh, làm việc bên anh. Ba lát làm việc bên ba lát, còn nãy làm gì kể nó. Thì mai mốt tụi em dễ làm gì không? Bây giờ tụi em nói này giống như bữa đi tụi em khó chịu nó đi. Anh Khoan em xin lỗi. Hôm bữa tụi em khó chịu nó đi mà tôi em muốn đụng nó, tôi cũng phải nghĩ tới nghĩ lui. Tại vì sao? Tại vì dưới này mọi người nói là sao sai, mà sao sai là có ai? Có anh hai, có anh. Nghe bảo nó ghét mấy thằng đầu xanh lá. Làm gì tôi em cũng phải nghĩ đi nghĩ lại đúng không? Tại vì mọi người đặt cái tên sao sai, mọi người để ba bên trong đó vô khu sao sai. Thì khiến cho người ta nghĩ là ở dưới này là ba anh em này làm việc với nhau. Nhưng mà mọi người làm nó không có ra. Em nói thẳng nó không có ra một hệ thống gì hết. Thì mọi người để cái tên sao sai chia khu ra chứ. Sao sai ý đang là ám chỉ ở miền Nam. Mày không hiểu thì tao đã nói rồi. Nhóm nào là ra nhóm đó, không có kết bè kết phái. Mày có hiểu nghĩa ý tao không? Không kết bè kết phái vậy bây giờ mỗi ngày thu gói hàng đúng không? Đúng, và bây giờ nè, tao đúng. Và tao có phân ra là nhóm nào thu thì nhóm khác sẽ không lấy nữa. Nhưng từ kể từ mà tụi tao có lấy để hợp với nhau, từ hôm nay tụi tao sẽ chia theo mày. Từ ngoài vào trong ngày ấy. Nào nhóm nào thu là nhóm đó thu, nhóm khác không đụng vô. Lát mà thấy tụi nó chạy vô á báo trước nha. Tao đang đứng trên lò gạch giờ tao làm tay mắt rồi. Còn về cái việc mà tụi ấy bước vô cái khu của tụi nào bị thu thì tao không liên quan. Tại vì sao? Tụi nó thu là chuyện của tụi nó, tao không có liên quan được. Hút của tụi nó, nhà của tụi nó, tao đâu thể nào mà tự nhiên tao bước vô đó mà tự nhiên tao đụng vô chuyện gia đình của tụi nó được. Này nói Tâm nghe, sau cái vụ mà Family thu tiền của bọn bên em á thì bên anh cũng đã thống nhất, ba anh em nhà sao sai thống nhất được là sẽ thu cái phí bảo kê ở khu Taco như thế nào cho nó hợp lý và cho các anh em ở khu trên đấy dễ làm ăn. Tuy nhiên cái việc mà thu thêm cái phí phát sinh 500 khi mà đi vào khu vực thì nó lại là việc riêng của từng băng nhóm. Và như Vagos cũng đã nói thẳng đó là Vagos hai cái con nghiện này kia báo rồi mua Vagos và Tân. Có một còn cái việc đen, mà em nói là Family thu của em thì đấy là việc của Family. Thì Family có muốn nói gì không? Thì hôm qua tụi tao cũng có nói với hôm qua đại ca tụi tao cũng nói chuyện với người bên này thì nói rồi đấy. Thì qua nhà tao thì tụi tao cũng phải có cái gì đó nó chắc chắn là tụi mày sẽ không ảnh hưởng đến người dân ở trong khu vực đó. Thì tụi tao nói là tụi tao thu $500, tụi tao bảo kê tụi mày ở khu vực đó. Còn về vấn đề mày không muốn thì ok, lần sau tụi mày đến tao thấy tụi mày tao bắn rồi. Mày ơi mày nói gì mất nét nè. Tôi nói chính xác lại cái lời mà của tôi với là hàng MJ ngày hôm qua nói chuyện. Thứ nhất là bạn nói bạn thu tùy hứng, là bạn thích thì bạn thu, bạn thích thì thôi. Thứ hai, bạn nói về cái vụ mà vuốt mặt nể mũi. Tôi nói á, lúc mà tôi đi giao hàng tôi đi 14 người một nữa. Bạn chỉ có một mình bên bạn, mỗi một thằng MJ nó vô thôi. Nó vô nó thu tiền. Tôi rất sẵn lòng. Thậm chí tôi nói nó, rồi đây. Hôm bữa tôi cảm thấy tôi làm không cái phải xe đỏ vừa đó, rồi liên quan chuyện hồi đó với bạn. Tôi cảm thấy trong lòng tôi cũng hơi... Ê, một người qua bên phải được không? Bên phải, bên phải, bên phải không? Thôi tôi gửi mấy anh em cổng hả? Coi như là tiền cà phê.
Rồi vậy nó có nói nghĩa tôi mà. Nó nói tôi. Còn bên trái ta thấy có mình mấy bên phải là ba gót đúng không? Nhưng mà không phải có người để có gì đi bọt cho bên tại bên vì có ta có ta xuống chưa chắc gì người ta đã bọt. Bên trái bên mình có ai không này? Nói vậy chị, trong khi đó tôi rất nét luôn. Tôi nói chuyện rất là nhẹ, tôi gửi một lời xin lỗi là thứ nhất. Thứ hai nữa, tôi gửi mấy anh em đi cà phê uống cho nó qua chuyện. Nhưng mà cái cách tụi mày nói chuyện với tao nó khác. Cái cách mà khi người ta tới tao nói chuyện với tụi mày á, tụi mày nói chuyện với mày là cơ bản là tụi mày ghét. Làm lỗ á, mình không tụi mày làm ăn như con lắm á. Tao nói như vậy luôn cho nó vô. Bắt được mà thằng 420 này. Nhưng mà đứng trên nóc nhà thì cao được nhiều hướng. Nằm thôi. Rồi tụi mày làm ăn như vậy. Thằng 420 để bị va gót mặt lúc mà nó lẹt vào. Okay. Nó lẹt vào tao đi giao hàng. Ê mày để nó nằm ngoài đó đi. 100.000. Nhưng mà tụi mày ảnh hưởng tới hai bên này nè. Tụi mày ảnh hưởng tới hai bên này nè. Ây da. Tao nghĩ mày nên cái tụi va gót, cái tụi family tụi quay nên xem lại cách nói chuyện của tụi quay đó. Còn sao lắm ngoài. Trời ơi, tụi nó dân Mỹ Đen mà, nó nói chuyện sao, sao khó được. Tụi nó với tụi nó là như mình, như mà mấy man. Tụi nó là hâm boy. Nhưng mà nó nói chuyện, nó khiến cho người ta không hiểu cái ý của nó đang muốn truyền đạt, hiểu không? Đúng rồi. Có cái vấn đề là bên family diễn đạt với cả nói chuyện với cả Tâm như vậy thì thôi. Anh không comment, thì cái đấy là ý kiến chủ vì cá nhân của Tâm. Đúng rồi, cái này là câu chuyện của em với nó thôi, không liên quan tới. Còn cái việc mà là bên family muốn thu ấy, muốn thu 500.000 á. Thì bên family, anh nghĩ là family phải đảm bảo được cái an toàn khi mà em bước vào trong cái khu chung cư của bên family. Vì sao? Vì cái chung cư đấy nó on way vào phát là chết trong đấy luôn rồi. Thì khi mà ra vào trong đấy, family phải đảm bảo được cho em giúp an toàn đi ra ngoài. Nếu family đảm bảo được như vậy thì anh nghĩ là 500 nó cũng xứng đáng. Thì đúng, rõ ràng, em nói thẳng luôn. Giống như em nói hồi nãy rồi, 500 một ngàn đó nó không có bao nhiêu. Nhưng mà ý là bây giờ giống như bên anh với bên Đen đi, mọi người nói được thì mọi người làm được, và tại vì mọi người có lực. Còn mấy anh này nó làm xe, nó lấy cái đi gì vào ra để nó bảo đảm là nó đưa tụi em ra vô an toàn đây? Mà thiệt sự á, em đang rất là tụ tập đằng sau đông, có chiếc xe sạm đi vào khu rồi. Ý là mấy anh em ở dưới này tại sao lại không thống nhất để làm chung với nhau được, mà cứ một bên này làm như vậy, bên này làm như vậy, xong rồi mấy này lại làm như vậy. Nó ở ngay cái chỗ mà em không hiểu là mọi người ở dưới sao sai này mọi người làm. Rồi bây giờ muốn hiểu không? Dễ, để tao giải thích cho hiểu một lần nè. Rồi bạn nói đi. Nói đi. Thật ra sao sai là miền Nam đúng không? Và trong đây nó có ba gia đình lớn sống. Thì tụi tao muốn đầu tiên á là tụi tao không muốn đạp chân nhau về cái chuyện ngay cái khu taco. Còn cái chuyện là người ngoài đi vô đây làm thì nó là vô cái vùng đất của tao sinh, tụi tao sinh sống. Bi đi nó cứ đi hoài thì tụi tao làm gì mà làm ăn được, đúng không? Thế là tụi tao quyết định là sẽ phải thu phế. Cái đó gọi là thu phế đất. Đó là điều đầu tiên, là một thùng. Còn cái chuyện mà khi mà đi tụi bay đi giao hàng á, tụi bay đi vô nhà của người ta, ví dụ bây giờ tụi tao đi giao hàng gì đó, tụi tao đi thẳng vô cái hood của tụi bay, tụi tao giao một cái món hàng gì đó, tụi bay thích không? Người dân của tụi bay đang ở trong cái hood đó, đang sống trong đó, hớp mấy thằng homeboy của tụi bay đang ở trong đó. Lỡ có vấn đề gì thì ai chịu trách nhiệm? Mày là người đứng đầu cái hood đó thì mày chịu trách nhiệm đúng không? Thì đó, thì tùy mỗi một cái gia đình người ta muốn như thế nào thôi. Bên tao với lại bên Ballad với bên Vagos thì tụi tao lại không có thích đồng lẻ. Còn đám này thì mày cũng biết là nguyên cái khu chung cư của nó là hai cái khu chung cư toàn là vô gia cư không. Thì tôi nói xin mấy cái đồng lẻ thôi mà. Nó nhiều quá. Mà cái bọn cái khu bên family đấy nó đã nghèo, nó còn nghiện đấy. Dân nghiện ở đấy nhiều lắm. Còn chưa đây khẳng định nhưng mà biết ở đây. Bây giờ này để em hỏi chi tiết. Bây giờ mọi người thu một gói hàng thì cái mà mọi người lấy của tụi em là một gói hàng. Rồi cái mà mọi người trả lại cho tụi em là cái gì? Xe đỏ đi từ tụt xốp xuống dưới khu giờ hàng. Là tụi bay được làm việc ở khu sao sai, tụi bay được thoải mái đi di chuyển ở trong đây. Đâu có thoải mái đâu, vô trong thằng này thu tiền mà, sao thoải mái được. Trời ơi, nó xin đẻo có mấy đồng lẻ thôi mà. Mấy đồng lẻ đó cũng phải vấn đề. Nhưng mà cái vấn đề mọi người nói là thu một gói hàng. Cái cô em coi dãy nhà bên kia có nào lú đâu em đi làm, có thể làm thoải mái ở cái khu vực sao sai. Nhưng mà vô tới khu thằng này thì lại không còn thoải mái nữa.
chơi của family lúc đó có thông tin được. Vậy cái khuôn này không phải sao sai hả? Hay là bây giờ mọi người nói thẳng với em đi, mọi người trừ ra khỏi khu sao sai đi, nguyên cái forum drive của nó luôn. Vậy thì dễ tính à. Nói chung là nó vẫn là sao sai. Và cái cách nó hoạt động gì đó của nó là chuyện của nó. Vậy là bây giờ em phải trách ngược lại hai anh rồi. Hai anh nói với em là lấy một thùng hàng để có thể làm việc thoải mái ở sao sai, mà bây giờ vẫn ở trong khu sao sai đó của anh, mà người ta làm việc không thoải mái. Vậy cái lời nói của hai anh có đúng không? Thì đó, anh nói đó là sau cái vụ mà family nó làm hơi láo như vậy thì bọn anh cũng đã thống nhất lại với nhau về việc thu rồi. Và bây giờ sẽ là thùng hàng. Và sẽ không có thêm chi phí nào nữa. Ok chưa? Lần này là lần thứ hai à. Em tin anh một lần rồi anh đang. Sau đó anh nói là để anh giải quyết. Rồi lại tiếp tục thêm một lần nữa. Ngày hôm nay anh ra đây anh nói với em là em đi tới khu này em giúp mặt phải để mũi nó. Thiệt em buồn thiệt anh đen à. Anh nói với em là anh giải quyết. Từ trước giờ em luôn tin anh. Từ những ngày đầu tiên em bước chân lên thành phố này, anh em Ballad em dẫn dắt em. Em luôn tôn trọng mọi người. Bên Vagos em không thích thiệt, nhưng mà đối với riêng, nói chung là Vagos thôi. Còn nói với riêng, nói về anh hai của em vẫn để một sự tôn trọng nhất định. Nhưng mà ngày hôm nay mọi người nói với em vậy, em thật sự em buồn thiệt. Thôi bây giờ mình đỡ tốn thời gian của nhau, em nói cái ý mà em muốn của ngày hôm nay luôn. Bây giờ mọi người nói là sao sai. Nếu như thấy ai mà nó tự nhiên cái nó leo vô tường nhà mình thì cứ bắn nhá. Family. Không phải người mình cứ bắn nhá. Mọi người sẽ ở dưới này cái đồ vòng để mọi người giải quyết bắn những cái chuyện gì xảy ra ở cái khu vực sao sai, đúng chưa? Bây giờ bản thân em thấy mọi người làm gì không hợp lý. Nó tập trung ta ra. Em muốn một lời đề nghị. Cái gồ gắt cái đầu nó mặt đầu quá. Mọi người đưa cái khu taco đó lại cho em được không? Tất nhiên là không rồi mày. Rồi. Bây giờ em nói thẳng với mọi người luôn. Mấy anh em bên khu vực website của tụi em đang rất cảm thấy khó chịu về cái việc mà mọi người làm việc ở khu Tago đó. Tụi em muốn lấy lại khu Tago này để làm cho lại một cách nó hoàn chỉnh hơn, nó đừng có gây khó chịu cho người ta nữa. Một cái sai mày có ai? Tiếp cận quá thì bắn nha. 420. Nè, bây giờ tao sẽ cố giải thích thêm một lần nữa cho tụi bay. Bây giờ cho thậm chí tụi tao ví dụ như tụi tao cho tụi bay cái khu taco đó, tụi bay đóng gói đi rồi tụi bay có đi giao hàng được trong cái khu tụi tao không? Không, tất nhiên là câu chuyện. Nếu có giao được không, hay là tụi bay suốt ngày đóng xong rồi tụi bay cất đó cho chuột ăn. Bây giờ nè, rồi tôi nói bạn nghe luôn. Bây giờ nếu như bạn nói nha. Bạn đưa khu taco đó cho tôi. Thì tất nhiên tụi tôi cũng biết đường. Qua bên đường không phải là khu mình. Biết ra đường và biết lý lẽ. Tụi tôi sẽ có cách, hoặc là tụi tôi sẽ có biện pháp, hoặc là tụi tôi sẽ có một cái lời đề nghị nào đó. Chiếc xe tên nổ đang ở tool shop à? Với lại mấy anh em rồi, ở dưới khu sao sai này. Tất nhiên là đâu thể nào xuống đây xong rồi lấy cái khu đó rồi bây giờ chẳng lẽ lại là lấy cả khu sao sai của anh em thì đâu được. Vậy thì khác gì là mày đòi lấy ta cô làm gì? Nó thà là tôi làm như vậy, tôi làm một lần để cho tất cả mọi thứ nó vô chung thành một cái đường đi, để cho người ta muốn đi, những cái người mới người ta muốn đi, người ta đi từ đích, người ta đi từ đầu, người ta đi đến đích. Còn bây giờ mọi người làm vậy, người ta đi từ đầu, người ta lên tới nửa đường, người ta phải quẹo phải. Nhưng tụi nó bắt đầu di chuyển rồi sao? Đó, là em nói thẳng, bây giờ là mấy anh em website của tụi em muốn cái khu taco đó, mọi người có thể nhường được hay không? Rồi, bây giờ anh em website của tụi bay là gồm có những ai nói luôn? Có tiếng đâm xe của ai? 420. Ok. Red Devil. Ok. Fan Gang. Hết, vậy thôi. Ok, vậy là có 3 bên đúng không?
Tụi bay muốn xuống lấy lại cái quét, lấy lại cái sao sai của tụi tao gì? Lấy cái taco, đừng nói lấy cái sao sai, nói về ẩu. Mất cái taco thì chẳng khác nào mất cái sao sai. Nếu mà tụi bay lấy được cái taco và người dân ở đây người ta đóng hàng xong người ta đi giao vô mấy cái hút tụi tao để yên hả? Thì tôi nói với bạn. Tao nói luôn. Giờ tao nói luôn này. Nếu như tụi bay nghĩ tụi bay đủ lực thì cái website của tụi bay, cái miền Tây của tụi bay cử một thằng nào ra chơi với ba lát tụi tao. Tụi tao không thích chơi family. Cứ cử một thằng, một cái đăng nào của tụi trong cái website của tụi bay ra chơi với tụi tao. Tụi tao tiếp hết. Đó là cái khác biệt đó. Đó là cái khác biệt giữa anh em tụi em với lại bên mọi người đó. Mọi người nói anh em sao sai này kia cái kiểu. Rồi có chuyện mạnh ai nấy làm, mạnh ai nấy lo. Xin lỗi, tụi tao ở đây không chơi gia đình. Gia đình là gia đình, công việc là công việc. Hiểu ý đâu không? Tụi tao có thể sống chung một mảnh đất, tụi tao có thể sống chung một mảnh đất, nhưng mà tụi tao vẫn có cái sự thù ghét nhau riêng nữa, mày hiểu không? Cái này nó đang là lợi ích chung thì bọn tao mới đứng đây thôi. Thì đó, đang nói về cái lợi ích chung thôi, còn cái gì mà mọi người thù ghét như thế nào là chuyện mọi người, chứ bây giờ đó em nói thẳng luôn là em muốn cái lợi ích chung của mọi người đó. Hình như thằng này nó đang cố nó hiểu sai lệch cái ý tao thì phải. Thôi bây giờ tóm gọn là bên tụi nó muốn website chơi sao sai. Website chơi sao sai đúng không? Vậy thì tụi tao cũng có thể chắc là còn một ý cuối với tụi bay thôi là xin phép anh em sao sai đóng cửa ba cái găng này xuống đây luôn đi. Rồi tao nói thẳng luôn, từ nay sao sai đóng cửa không có cho tụi bay bước chân xuống đây nữa. Tao thấy một bất cứ đứa nào website tụi bay bước chân xuống đây là tao bắn. Tao nói trước. Bây giờ mày có thể bước đi ra khỏi vùng này, nhưng mà sau khi mày bước ra khỏi đây tao không biết là mày còn toàn mạng hay không, kể cả cái website tụi bay. Ngày hôm nay tao bắn nha. Em dám một mình đi nói chuyện này, tao bắn chỉ thiền cho nó biết cái khu này là thuộc của em. Em xét anh em luôn rồi. Em chỉ muốn nói rõ một điều. Đó chưa lại còn tới chị. Và em muốn mọi người phải rõ ràng. Thế thôi. Tao đã nói rõ ràng với mày là tụi tao chia theo ngày, còn mày không nghe thì thôi. Có thôi rồi rồi, rồi. Bây giờ mày lên xe mày đi đi, chắc hết câu chuyện rồi. Đúng rồi. Rồi mày đi. Tụi bay muốn làm gì tiếp theo đó thì tụi tao sẽ tiếp. Tí bị anh bắn chung nha. Ở đây là cho mày biết cái khu này là khu của ai luôn nha. Rồi đi đi. Tao là bắn hả? Bắn này kìa. Sao ai bắn vậy? Ở ngoài luôn kìa. Đúng không? Không, bình tĩnh đi, bình tĩnh đi. Thấy ai trên nóc bút rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đằng sau bắn nha, đằng con cầu. Đúng rồi, bắn đằng sau hết đi. Đằng sau, đằng sau. Đằng trước cẩn thận. Không tới, từ từ mọi người cứ giữ vị trí nha. Đừng, bình tĩnh. Không tới đâu. Ngừng nổ súng đi, ngừng nổ súng đi. Không có người nó chạy rồi. Không có người nó chạy rồi nè. Mẹ tụi nó đi. Giữ yên vị trí đi. Không có người nó chạy nè. Vị trí nha. Anh em ơi, đóng cửa sao sai với lại Red Devil 420 và Phan Gang, ok. Rồi rồi, tụi nó bắn rồi nha. Tụi nó vô à, có xe vô. Gặp là bắn. Tàu hóa này. Bắn cho an tâm nó đi ra chứ, đã cho an tâm đi, đừng bắn cố. Nó đang cố gắng che cho an tâm thôi. Bên đông nha, bên đốc đối diện đông nha. Kè quất. Phía trước có ai coi chưa vậy? Sau tụi nó lên đông nha. Cương anh Tên ơi. Nó có diện đâu nè. Vô rồi, xe vô rồi. Back up đi, đừng Cương, Tên ơi. Đi sang tụi nó chèn vô đang nha. Đừng có đứng giữa đường nha. Có em đang kêu bị bắn nè. Bị tụi xe hồng nó bắn rồi. Rút báo ơi. Anh em cẩn thận cửa nha. Ba ơi, tôi có bắn xuống được chỗ em nè. Giữ vị trí nha, tao ơi. Bảo một đường. Có diện mày có ở đây, có diện mày có ở đây. Đầu đường bị giấy nha, đầu đường lủng rồi nha. Sao chạy lên quanh tàu hỏa thôi. Đừng có lung tung. Tất cả xe nổ quanh tàu hỏa thôi. Để ý phía trước nữa nè, tụi bay tập trung phía sau hơi đông á. Tụi nó xung cống. Tao bình tĩnh. Xin mình đầu một cống. Giữ yên nha, không bỏ vị trí nha. Đặt lại lần nữa. Trời em không có giữ được á. Nó bắn từ tôi nó xuống. Từ từ xuống. Tụi đứng trên nóc, đừng có đứng trên nóc. Tụi nó đứng bên nóc bên kia nó bắn qua ấy.
Thì mèo ở trên chuẩn bị quăng Molot xuống, mèo nó lên là quăng Molot xuống nha. Nghe tiếng xe đằng sau đông nè. Đỏ nè, đỏ nè, đỏ, 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 đỏ sao, đỏ đằng sau, đỏ sao. Đằng sau đỏ đông. Tôi chừng nó công từ đằng sau nha. Công đằng sau vô á. Có anh phụ mày góc này nha, Brit có gì lùi xuống. Cũng sâu cẩn thận. Cũng sâu vậy ấy nha. Mèo có chừng nha, mèo, mèo được, mèo đừng có chạy lung tung nha. Nhìn cái cổng sau đi, cổng sau đông lắm đó. Cổng sau đông lắm nha. Sao nó không gạch đối diện tổng mèo có gì báo nha mèo, tao qua không trả cống. Đầu đường lột gạch đối diện tổng mà, phía cống. Ở bên 5 đừng sấy nha, hư đấy. Mình đứng bên cống á nha. Đúng rồi, em đứng nơi chỗ đó đẹp rồi. Đổ dừng xe chỗ lò gạch, nó xuống chỗ lò gạch nè. Cống đang lên, trên cống đang lên nha. Nó xuống xe chỗ lò gạch nè. Bắn xuống đi mèo ơi. Phấn cống. Đâu bắn về. Ổn mà. Rồi tụi áo trắng ở ngoài nè, áo trắng ở ngoài sau lưng nè. Ngay cái tấm màn bự ấy. Tại cống ổn không? Cứ đi mất nhà bắn được nha báo ơi. Đừng có ham nha, nhớ hiêu máu nha. Nhớ hiêu máu không ham. Ush. Cống ổn không? Có xe vô rồi, có xe vô rồi, có xe vô rồi, nó đã vô trong cái chỗ mà đã xe kìa. Cái chỗ bãi xe rã kìa, 3 chiếc, 4 chiếc rồi kìa. Ờ, trên nóc bên kia đông lắm kìa. Nóc chỗ đó được đó. Nóc nhà bên phải của tôi mình đây có, tôi mình đây đông lắm á. Bãi chỗ xe rã kìa. Bãi xe gã. Trên nóc nhà, trên nóc nhà, trên nóc nhà cao, nóc nhà cao, nóc nhà cao kìa. Nóc nhà cao bắn xuống nè, bãi xe gã nè. Rụng. Tao đứng cao đằng sau nha. Thủ đạn nha, thủ đạn nha. Nó đảo là bóng rồi, tao thủ á, tao thủ bên hai bên không. Bên 5 thủ đạn rồi, bên 5 có giữ đạn đi. Từ từ đi vô. Thôi bọn bạn tổ chức sao bắn vô, một tí sao bắn vô. À sao bắn qua vậy? Chịu bên chịu không? Quay bên đó. Thôi cứ gần này là bắn hết, đường ngắn. Xa quá đừng bắn đó, xa quá đừng bắn, thủ đạn nghe không? Sau lưng bên cái đường có. Ủa chị Miu. Bên cái đường kia. Canh cống nha, canh cống nha. Cái đường nha. Cái đường trên nóc nhà kia nhiều lắm. Cái đường ở bên đâu? Nhà đông, đường trên nóc nhà đông. Phía trước cũng dịch đông nha. Thấy rồi. Bên cống nè. Đường qua nhà, đường qua nhà. Hướng bên cống. Cái bên đó nha, cái bên đó nha, cái bên đó nha. Qua bên này cả. Ok. Có mấy thằng family luôn. À, nó hình như là nó chiếm được phía sau của bên trái mình rồi đó, bên phía sau của bên trái mình á. Bên trái có bánh hồng nè, bánh hồng đứng ngay sau nè, bánh hồng đứng sau nè. Bánh hồng đứng sau. Chụp xuống đi Miu. Bánh hồng đứng sau nè. Chiếc nóc hay gì nè. Chiếc hồng 4 chỗ đằng sau. Đừng có ham bắn. Hãy xuống hiêu máu đi, đừng có ham. Nó tới gần này nha, tới gần này nha, tới gần này nha. Bên trái hút kìa nha. Không, không. Nên ơi, đừng đi dưới nên ơi. Miu ơi, vô đây, vô trong đây Miu. Vô trong đây. Láp tá nè, bên trái nè, bên trái nè. Qua giữa bớt, đừng có đứng ở đây nhiều. Hồi nó công bên chết, bên đường qua là chết á. Đừng cố gắng cứu người, đừng cố gắng cứu người nếu mà nằm xuống. Nó đẩy bên cánh cống vô nè, tụi nó đẩy cánh cống nè. Bên trái. Rồi, tụi nó đeo nóc nhà, tụi nó cuốn nè. Mua lớp. Ai ném mua lớp vậy? Đi đây là. Điều đi. Báo ơi, ổn không báo ơi. Ổn. Ai lấy cái mồi bên trái, bên trái tay lờ nè. Tay lờ nằm rồi hả? Ê, có xe cháy kìa, cái xe cháy kìa. Đầu hẻm mình có nè. Có lửa đó. Bên trái đứa nào bắn vậy? Từ đó. Cứ chui ra ngoài, đừng có chui ra ngoài. Lên nóc nhà đầu hẻm kìa, nóc nhà đầu hẻm rồi kìa. Bên trái. Đóng bên trái qua nha. Đó, con bên trái á. Ok. Anh đang đứng ở đó, bên trái nó đầu đường nó bắn á, anh đang. Nó vô từ bên trái đó. Nó đối diện em nha. Ngay ngã tư, ngã ba. Gần góc. Nó đi đóng nhà rồi.
cống ổn không vậy? Cống ổn. Ồ qua kìa, đằng sau ồ qua đông lắm. Đằng sau ồ qua đông lắm nha, nhiều xe lắm. Cống có, cống đông lắm nha. Cống đông lắm á. Này tụi nó đông hết. Chỉ cống đông lắm á, chỉ cống đông lắm đó. Đó, mày còn đứng dưới đầu đường không bác? Còn. Sâu rồi. Cổng nó leo được nóc nhà nè. Nó bắn cổng lên cổng vô á. Đằng sau đâu, cổng vô. Trời, đang đây nè. Biết rồi. Bên hướng này á, xem chưa? Sau lưng nó chạy bộ luôn rồi, chạy bộ luôn rồi. Sao cái nhà mày đang đứng đó Ti? Lùi chút. Bắn người á. Ê, có muốn lên xe đi vô ngoài hết luôn không? Ê, đứng đó nó thấy đó Ti. Sau lưng 420 dưới ghép đi bộ đông rồi. Bây giờ nè. Lên xe vòng ra đằng sau khu ba gót bọc lên đi. Hướng nào lên xe được thì cứ bọc đi, còn cái ở hút thì cứ hút, ở hút nha. Ba hết luôn, không có đi lẻ. Một đứa hết. Cổng đông nha. Cổng đông nhiều lắm á. Cổng đông luôn á. Cổng đông có cửa hận anh Tê ơi. Nó vô tới rồi kìa. Gần tới rồi đấy. Phải tìm đường bọc cái đằng sau, mở đường. Bọc bên sau đi, đừng có đứng tụ vậy. Xe đâu? Thằng nào đi tao nữa. Đi được liền nha. Chạy. Mà bắn thì sẽ bắn gắt lắm. Sếp chỉ lòng bắn gắt lắm. Tức rồi. Chạy thẳng qua anh kia, đừng có dọng đây, dọng đấy nó đông lắm. Làm một nhỏ đi. Sao đông? Nào đi không? Ê, nó bắn được đi. Gì vậy Tiên? Ê, tụi tao, bắn vậy? Tiên ơi. Đây. Lấy xe. Em trên đường đi anh Đen. Ở sao nó bọc rồi? Bên đây đó Tí. Nó ngay đường này, bên phải này cũng đông luôn. Tụi nó sau lưng đông lắm Tí. Đường cống á, ghén đi đường cống á. Bên phải đông lắm á anh Đen. Biết phải nào. Trước có nào? Nó vô kìa. Đằng sau nhà máy, đằng sau cái nhà máy độc rồi. Đừng có chị loạn lên vậy. Đẩy ra khu rừng rây nè, khu rừng rây tụi nó đông nè, tụi nó nhảy vô nè. Lấy xe đi. Đi tích lên. Đây. Tao tụi nó vô. Xe qua đây đi thẳng ra ngay đường ray này sao? Đổi ra ngoài trước kìa. Nghe tiếng xe. Đẩy thẳng qua khu nhà đằng sau nè. Đừng lại đường ray. Xe hồng. Mày leo vô á, mình bắn đó. Phải à, anh em ba đó kêu nó không phải nè. Bắn không có đúng thôi. Phải tập trung nó chạy nha, tụi bay bắn nha. Nè, đi. Ê, mày đi, mày đi đâu không? Mày bỏ rồi, trời ơi. Nó vô nè. Cút đi Đen. Đen dở quá. Sao lại đi thẳng vô đây vậy Đen? Cứu bé.
Ây da. Đâu quá, đâu quá. Mình trong không vậy ba? Đâu quá, đâu quá. Cứu bé. Yeah.